Chàng shipper gây sốt khi nói tiếng Pháp tại sự kiện sách, làm 12 tiếng một ngày, chỉ về nhà sau 21 giờ đêm. Những ngày vừa qua, một đoạn clip ghi lại hình ảnh chàng trai mặc đồng phục shipper đi tham gia sự kiện ra mắt sách của nhà văn Mark Levy được nhiều người chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Được biết, nam shipper trong đoạn clip trên tên là Huỳnh Hữu Phước, 25 tuổi, là sinh viên học xong bằng khoa tiếng Pháp và khoa địa lý tại trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Hiện nay, ngoài công việc giao đồ ăn, anh chàng còn làm dịch sách và viết lách. Bên cạnh tiếng Pháp, Phước còn có thể nghe tin tức, đọc sách bằng tiếng Trung, tiếng Anh và đọc được bằng tiếng Nhật. Giỏi như vậy sao đi làm shipper là một trong những câu hỏi Phước thường xuyên được nghe. Nói về lý do chọn nghề này, anh cho biết mình chọn công việc này vì thu nhập khá. Hơn nữa, nghề shipper tự do nên mình có nhiều thời gian hơn để nâng cao tri thức của bản thân và tiếp thu kiến thức. Chia sẻ về buổi giao lưu trực tiếp với Mark Levy bằng tiếng Pháp, Phước cho hay dù 16:30 buổi trò chuyện mới bắt đầu, thế nhưng anh chàng đã đến phố sách từ 15 giờ để đón nhà văn mình yêu thích. Sau khi buổi ra mắt kết thúc lúc 18 giờ tối, Phước còn tiếp tục công việc giao hàng tới gần 21 giờ mới về nhà. Hiện tại Phước vẫn còn đang bảo lưu chương trình học tại trường Đại học Sư phạm TP.HCM vì hoàn cảnh khó khăn. Năm 18 tuổi, chỉ vài tháng sau khi Phước đậu đại học, gia đình gặp nhiều biến cố. Kể từ đó, Phước phải đi ở nhà trọ và bắt đầu làm đủ mọi nghề để trang trải kinh tế cũng như trả món nợ cho gia đình. Mỗi ngày, Phước đều làm việc miệt mài từ sáng đến khuya, trung bình khoảng 10-12 tiếng một ngày. Anh chàng phải làm cùng lúc 2-3 công việc mới đủ trả tiền trọ, sinh hoạt phí và nhiều khoản chi tiêu khác. Thu nhập mỗi tháng kiếm được không nhiều, thế nhưng ít ai biết, trong căn nhà trọ Phước ở là hàng trăm cuốn sách được anh tích góp nhờ niềm đam mê với văn học. Dẫu công việc và cuộc sống hiện tại chẳng hề nhẹ nhàng với chàng trai, thế nhưng Phước vẫn mong trong tương lai gần có thể quay trở lại học tiếp. Xa hơn nữa, chàng trai muốn hoàn thành chương trình thạc sĩ ở trường Đại học Sư phạm để có vốn kiến thức hành nghề biên dịch, đặc biệt là ở mảng văn học. Mình luôn tin rằng ai đều phải trải qua thời điểm khó khăn. Khi mình vượt qua khó khăn rồi, mình sẽ thấy mạnh mẽ hơn và chẳng ai có thể khiến mình gục ngã thêm được nữa.